đến miền Đông hôm nay với các dọc dương tới những chân trời mới, những đỉnh cao mới trên nhiều lĩnh vực, luôn vững vàng trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, đang tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh, viết tiếp trang sử vàng chói lọi của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh. Dựng xa phía trường, dựng nước mặt ngàn.